Hello, dạo này anh em có khỏe không? Thi cử xong hết chưa nè? Hôm nay chúng tôi quay trở lại với đồ trò bài gốc, nhưng cùng chơi với Nai Sư nhé. Hãy cùng tìm hiểu xem vì sao Sư chưa bao giờ phá đảo đồ nè, mặc dù game ra hơn 2 năm rồi đó. Sư chết mới có 55 lần rồi anh em vui. 55 là nhiều rồi đó chứ. Ít nè, chăm gấp đôi luôn. Gì mới vừa vô gặp click vậy? Ôi sao mới vô chết queo vậy? Đâu sự chết hả? Cái gì á? Đâu chẳng thấy sự còn đây mà. Ủa vậy hả? Sao không có, mới vô cái nó chết, cái nó đưa cái hình một cái trái tim bye bye cái sự sống dậy. Rồi vậy là dùng hồi sinh rồi đó. Trời ơi, mới vừa vô là có con glitch luôn, không hiểu. Kỳ lạ nhỉ. Ok các bạn ạ, hôm nay chúng ta sẽ cùng với Trăm Ba Má trên cuộc hành trình chinh phục bro. Sự vẫn chưa phá đảo được mặc dù chết 50 mấy lần rồi, nói nghe nó hơi nhọc chút xíu rồi nè mà. Thiệt luôn hả? Trăm cửa chưa qua luôn. Hẹt, đi tới cửa 100 rồi bà, nhưng mà cứ phải ngang chết. Bài tới đó bị gục. Ê, không tin được. Trăm ơi, ôi đừng có nhìn thẳng nha, nhìn thẳng coi chừng bị đau ấy. Lúc men hả? Không sao, có âm thanh mà. Bật mắt volume lên sự lắng nghe âm thanh, nó sẽ nghe cái tiếng như tiếng trống á. Mới có lúc men. Ok, Trâm rất là có cái kinh nguyệt anh nhập. Ê! Cái kinh nghiệm ở trong. Trời nè. Chớp đấy, chớp đấy. Cái gì? Chớp đấy. Chớp mà, nhưng mà chết rồi. Có lúc anh nha, có tiếng trống đấy. Chết rồi, hết tủ rồi Trâm ơi. Dạ. Còn má. Đi ngược về có sẽ xem còn không? À không, hình như không. Hình như không phải đâu. Chưa tới đâu. Có gạt cái cần chưa? Rồi gạt rồi. Ủa nếu mà cái có cái lọ thuốc. Có thuốc. À anh em nào lấy rồi. Sự chụp rồi. Nếu mà cái lọ thuốc này mình không dùng thì mình đem qua cái kia luôn không Trâm? Được. Cái gì? Đem được. Đây này, cửa. Lúc men. Trời ơi. Lên hay xuống đây? Sự ơi. À, Sự nghĩ là đi lên ấy. Như Sự đang theo Trâm rồi phải không? Đúng rồi. Ê, cái hai cái tay Trâm nhìn mắc cười lắm Trâm ạ. Nó sao? Hai cái tay nó không có dính vào cái cổ tay mà nó dính vào cái gì ấy. Lại rồi. Cái tay Trâm nhìn mắc cười lắm. Nó lại chớp à. Thôi chết, chọn một cái tủ cho mình đi. Ê, nạp luôn anh em, nó trốn nhanh. Ủa sao không gạt cần anh em ơi? Hết rồi. Có màu đỏ hả? Trâm đang chạy kiếm rồi. Cần gạt đây. Cũng cái này vô chạy nhanh hơn đúng không? Đây cần gạt cần này, giỡn mặt này. Hay quá Trâm ơi. Tuyệt vời. Dùi, đùa. Trâm chạy tuốt con này rồi. Bồ rồ lại giờ có khác các bạn hả? Lần này thì tôi không cần làm gì hết rồi. Tôi chỉ cần đi thôi, tôi thắng rồi. Chớp nữa hả? Chớp. Nấp đi. Đừng giành tủ nha, giành tủ rồi đi cả đám đấy. Tối nữa, clip tối nữa à. Trời ơi, sao mày tới lúc này? Thôi xong. Chết rồi hả? Không có tủ. Nó tới luôn. Ôi dồi ôi. Đó là có. Tới. Sát sự có cái lọ ở trong. Trong lấy rồi, trong lấy rồi. Vậy thôi. Không thấy còn gạt rồi. Hết giờ rồi, nó đuổi theo phía sau hả? Nhanh quá. Chà, mấy cái tủ này. Sự đi trước thì Trâm sẽ được tăng tốc độ thêm. Đâu rồi, chui đó làm gì vậy? Có đường đó luôn. Nó có cái gì? Có đường luôn à? Nhưng mà nó không có gì hết á. Chớp nha, nấp đi. Cần gạt đây, không ai gạt mới ghê. Không thấy á. Đó, Trâm mới gạt lên, bởi vì nó sao không chết. Khi mà đi qua cái cửa nhớ nhìn ngược lại á. Đi tìm gạt cần sợ không biết còn nhiêu đây. 35 giây rồi đấy. Đây có rồi. Đúng rồi. Nice. Lúc đi là nhớ nhìn ngược lại, nó hay nằm vậy lắm. Trâm làm mấy cái video hướng dẫn đo nghe như là cô giáo ghê á Trâm ạ. Cô giáo Trâm. Nghe giọng như giáo viên vậy. Anh em còn nói sao tự nhiên nghiêm túc dữ, ngày thường có vậy đâu. Không biết trả lời sao luôn. Nghe giọng đúng kiểu giáo viên đó. Giờ đáng lẽ mình vừa chỉ cái mình cười khắc khắc, anh em chửi mình khùng cũng vậy nè. Nó chết rồi đó. Chết hả? Chết không? Không phải chết. Đi Sự ơi, gạt cần. Đó là lúc anh. Có cần chưa? Rồi gạt rồi. Cái này là chết đấy. Chết này đúng không? Cái này là chết thật á. Càng về sau cái tiếng nhạc nó càng lớn á, là gần hết thời gian. Đây là rồi, Sự. Cửa đây nè Trâm ơi. Ok. Tối quá. Nè, lấy đèn lọ đi Sự. Ok. Có luôn.
Ok ôm 6 nha. 6 rồi. Rồi núp tiếp nè. Nhẹ nhàng thôi. Cũng 140 mấy rồi. Đấy gạt cần. Đây có cần luôn. Yes. Vậy thì thông thả thôi. Rồi. Quá đơn giản. Đừng nhìn lên trên nữa là được. Âm 2 rồi sư ơi. Ok. Tới luôn. Rồi. Đúng nha. Cái cuối cùng này chúng ta không rồi. Cần phải đối diện với boss mà chúng ta sẽ chiến thắng luôn đúng không? Âm 1. Nè dập xe mua cái bình. Được 2 bình. Nè nè. Ok, cái này là bình lớn nè, bình thứ dữ nè em ạ. Còn bình này là bình bé à. Sự chỉ có bình bé thôi. Ê, sao giờ này còn bé bóng vậy? Có bóng nữa hả? Đó, có bé bóng. Rồi, được rồi đó, Trâm ơi. Ở đây không có gì hả ta? Để mời mình chờ hết thời gian rồi mình mở cửa này ra xem thế nào vậy? Thôi, chết hai đứa dự. Cái thời gian còn bao nhiêu vậy? Ở dưới đây nó không cho gì hả ta? Có hai cái cửa nè. Ừ. Có hai cái cửa dưới đây okay. Mà không có gì trơn. Rồi thôi, ok. Vậy là bây giờ thôi. Mình đi từ cõi âm tới một số 0. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển tới cõi dương rồi. Nãy giờ mới khởi động thôi đó. Đi tiếp okay. Thôi. Tiến lên nào, chúng ta sẽ phá đảo đó trong ngày hôm nay. Đúng rồi, coi video Trâm hướng dẫn đi. Rồi các bạn ơi, cánh cổng này đã bị phá hủy. Và chúng ta, wow, bước đến. Rồi, Sự với Trâm đi vô khách sạn nha em ơi. Ok, ok. Chúng ta cùng đi khách sạn. Dẫn được người đẹp vô khách sạn rồi. Nhưng mà khách sạn này có tới 100 cửa lần. Mới là đi tới chừng nào mới xong đây. Trâm còn giữ ba cái hũ thuốc nhưng mà cái máu của mình không tăng luôn Sự ơi. Đúng rồi, như vậy là chúng ta phải đi loot tiền và mua cái chìa khóa đầu lâu. Đi tìm máu nha. Ủa rồi có lấy chìa khóa chưa? Chưa, giờ Trâm mới lấy. Loot được tiền mình mua cái chìa khóa đầu lâu ở cửa số 50 Trâm. Ừ. Là mình sẽ có được căn phòng hồi máu. Đúng không? Ừ đúng rồi. Bỏ lâu quá nhiều khi đang quên bài đấy Trâm ôn lại. Nhiều khi quên luôn á. Có cái đồng hồ nữa nè Trâm, có cái đồng hồ ở đây nữa nè. Ừ, để chờ con stress đó thôi mà mình đâu có thời gian đâu. Đồng hồ này phải chờ. Chờ tới 1 tiếng đồng hồ. Đồng hồ điểm 12 giờ ra cửa số 13. Vậy hả? Ừ, là gặp con stress. Mình đang ở cửa số 12 nè. Ở gần rồi nè. Cửa. Gần 12 giờ. Nấp đi, nấp đi Sự, như vậy đó. Nhưng mà chưa đâu. Phải chờ 45 phút lận. Là đứng ở đây treo máy 45 phút hả? Ừ. Ghê vậy. Đúng 1 giờ. Con này chỉ đi một lần chứ đúng không? Ừ. Này con rush mà. Quên bài đó Sự. Chơi cái trò kia nó bị mới từ thế giới kia bước qua nó còn bỡ ngỡ. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ ra cửa số 13 mới gặp nó. Hello. Hả? Có cái con Ủa sao cửa nó không mở? Ở đây 14. Có ai có đèn pin ấy, ngon. Ngon vậy, đã vậy. May mắn kê. Nhưng mà đèn pin có 2 vạch rồi á. 2 vạch luôn hả? Ừ, ít lắm. Đây 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 đây, chớp đấy. Nhưng mà sẽ có pin. Chớp hả? Chớp đấy. Ok, hay quá. Cũng như là trong có ngày gì. Ủa chứ Sự đi là chớp là Sự không rớt luôn hả? Không biết luôn á. Tôi mà chơi một mình là tôi đâu có để ý đâu. Tôi chết mấy fan vậy không á. Kìa bỏ fan kìa. Fan trách kìa. Hả? Xích nhá. Bye nghe tiếng Sự. Bye anh em nha. 25 sao nãy giùm thấy đất. Ê, ta. Có cái cục này nè Trâm. Trâm đâu vậy? Đâu? Đây quay, đây quay, đây Trâm đây. Có cục pin. À cục pin. Thì đây cục pin lát cục pin đi cục. Sao nãy giùm thấy đất nha, lạ lắm. Là con gì? Đúp là con gì Trâm? Cái phòng đôi á. À cái phòng mà có cái con ấy hả? Là đi nhầm phòng rồi là bị nó hù mất máu á. Trời ơi Sự quên bài anh em ơi. À chỉ là cái Sự mình phải nhớ tôi. Số phòng đó đúng không? Ừ. Ok hồi lúc Sự mới làm về Roblox có rất là nhiều bạn yêu cầu Sự làm đo. Tôi cũng chơi nhiều lắm mà. Ừ. Không có thắng. Ủa anh em làm gì mà Sự thua hoài vậy? Có chỉ giọng chơi không? Cái cửa này nó mất nè. Nếu mà cái số trên cửa nó mất thì nó mới có con kia. Ừ đúng rồi, vậy là không có đúp rồi. Mình đi mặc định rồi. Đi Sự ơi. Ủa sao rồi. Đứng kế ăn xích vậy? Đó, ghê chưa. Tôi chuẩn bị biến hình thành Venom rồi đây. Đứng kế ăn xích luôn kìa. Chạy. Chết. Xuống. Nhớ bấm C nha. Alright. Xuống. Đứng dậy. Để coi. Trái hay phải đây. Đi thẳng luôn. Ở giữa. Dạ. Trời ơi, tủ đè bể đầu anh em ạ. Phải nha. Anh em có các bạn có học tủ không? Bạn nào học tủ là coi chừng bị tủ đè nha. Ây da. Nhoi. Bị ấy hả? Bị dính lửa hả? Không có gì. Ê, cửa sao không mở? Hết hồn. Trời ơi.
Ok. Anh em làm gì mà ổng không phá đảo được này? Cả năm trời rồi đấy. Thật sự là không phá đảo được, nói không phá đảo được Trâm không có tin đi. Rồi có chìa khóa. Ê ơi, mới nhắc không có đúp đúp nè. Có rồi hả? Cái gì vậy? Bị cắn rồi hả? 39 nè, trời ơi. Ai nói không đúp đâu. Hai cửa, 138, 39 lúc nãy là nhiêu? Vậy thì chắc là 39 ấy, theo như sự đoán 39 là 39 không? Ừ, có gì anh em xử sự cho tôi không biết đâu nha. Tôi nhiều máu hơn tôi hy sinh nữa. May quá, đúng rồi, nấp. Đó, thấy chưa? Nấp luôn. Có chớp thì phải. 45, ai xá. Ủa, 45 sao đây có 47 vậy? Xuống quẹo rẽ trái, rẽ trái, rẽ trái. 46 dưới đây nha, đừng có đi 47. Gì tối thủ này? Ok, ok. Sợ bị gì đấy? Tôi nào tôi chết với con gái luôn. Cái quýt để hết con. Cái con đó làm thế nào nhỉ? Đừng có nhìn vô đó. Trời ý ơi, là đâu có nhìn. Tự nhiên mở cửa ra là và sự bay vào nó luôn. Trời ơi, sợ ơi. Không thể tin được. Ông chết vì con gái anh em ơi. Không phải. Nếu mà Trâm xem thì Trâm mới biết được cái độ bất ngờ của cái pha đó Trâm ạ. 45. Ai xá. Trâm được 5 đô chưa? 45 sao đây có 47 vậy? Xuống cái gì vậy? Dạ trai, dạ trai. Sự bị gì đấy? Thế nào tôi chết với con gái. A few moments later. Để xem coi test mấy cái chỗ an toàn nó còn y nguyên không. Mấy cái chỗ mà an toàn hả? Ừ. Là không bị con đó bắt đúng không? Đúng rồi. Nãy giờ thì vẫn ok đấy. Y như cũ anh em ơi. Chưa có gì thay đổi. Ê, nó lên kìa. Thách luôn, thách luôn. Ngồi ngay đây là không bị nó bắt hả? Đúng rồi. Sao trước sự ngồi ngay đó mà vẫn bị nó tóm nhỉ? Đấy. Sự không được núp bên đây, đứng bên đây thì ok. Nó sẽ đi luồn qua đây này đấy. Sự nhớ nha. Tôi mọi tiền số Trâm đang làm hacker đột nhập. <bên đây mà. cười> Tại sự chết sớm quá đấy. Nên hai đứa tìm về nhanh rồi. Số 6 sorry, Trâm. Ê, bắt số 6 rồi đúng rồi đấy. Được rồi, ok. Rồi, Trâm đi như cương thi vậy đây mà. Đi như thế nào? Rồi đi kìa. Rồi, có tiền mua đồ thôi, shopping thôi. 300. Nhưng mà 300 hả? Đủ mua chìa khóa hả? Ừ, chìa khóa lâu lâu, ok vậy được rồi. Sừ ơi, vẫn cay sừ. À, tới cái phòng y tế này. Ủa sao phòng y tế lại nằm đây vậy? Có đi chìa khóa đầu lâu rồi mà ở ra được. Sao phòng y tế lại trước ở phòng xích ta? Nè, không nhớ rõ nữa. Nhưng mà phòng này thì có cái cây này. Đúng rồi, cây này để hồi máu. Hồi máu. Ở ngay cái giường trong cái phòng y tế là không có núp được nữa nha Sự. Đó. Sự nhớ nha, nó có thay đổi chỗ này đấy. Rồi, gần rồi nè mà. Cố lên bồng bồng. Ôi, tôi đang chơi hôn ở đây. Gì vậy? Hôn. Gì vậy? Lâu quá không nhớ chơi nào. Hôn à, quay ngược đúng không? Rồi, quay thì quay. Run rồi quay rồi. Nào, tụi nào. Rồi lên, rồi lên. Rồi 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 rồi, thích thì quay nha. Lâu thế, quay ngược. Ai biết đâu. Lâu quá không đối đầu con hôn anh em. Xui lắm mới gặp ấy. Đi đâu đi luôn rồi. Ui ui. Đi luôn rồi. Không được luôn hả? Con này khó chứ vậy. Ý là các bạn nói là đi lùi á anh em ạ. Không à. Đi lùi được thế nào. Tôi quay. Cái xong mình đứng yên cái nó tát mình luôn. Nói vậy thôi chứ tôi cố tình chết để cho Sự vô chơi chung nó. Chứ không phải gì đâu. Chứ không phải tôi gà đâu anh em. Tẹt. Tẹt không rồi nha. Ê còn ai xá. Ôi dù ui. Cúi xuống cho Trâm. Cúi xuống cái sàn đi. Okay, ok. Đi lau sàn. Lau sàn cho Trâm. Chết một nữa là quýnh rồi bây giờ rồi. Ba không giữ kìa. Trời ơi, sao chết ngay con ai luôn. Cửa không mở ra luôn thiệt chứ. Phải ai như... mà muốn cái đâu. Phải như tôi chết thì con hôn nó còn chấp nhận được anh em. Mặc dù con hôn nó cũng dễ. Quên nữa. Nu Phước Thịnh 25 nữa kìa, ai nữa kìa. Trời ơi 26 nha. Ôi nó nữa kìa, ai nữa kìa. Hoài vậy, da nửa cây rồi. 27. Thua chứ. Chết nữa, ba quýnh tôi thiệt anh em. Ừ. Thôi không dám nhìn không luôn. Không hiểu sao chết gì ai. Cái con một tiếng lè.
Ôi ôi, Quy rồi sao sao con rớt ở đây vậy? Ủa đâu hả vậy? Rồi hai đứa cùng chết nha. Thế đi. Ok nữa, hai đứa cùng chết luôn. Cứ lò tán dốc chả hiểu luôn. Miễn sao nó lại xuất hiện ở đây nữa, nó có cảnh báo rồi sao mà mình không thấy nữa mà. Cứ chớp chung với con xích ấy. Ông Sừ này ông delay quá anh em ơi. Đấy, ai nữa đấy? Nữa á, trời ơi. Chết nữa là bà chửi tôi luôn anh em ạ. Chán lắm. Ôi ôi, Rush tới kìa. Thầy ơi. Trời, cứu tôi thiệt chứ. Không, không, mình trời, không... tôi phải dính lời nguyền này không thể win được cái trò chơi này mà. Mình không chắc là ổng không để ý luôn á trời. Anh em kia còn không? Còn kìa. Còn, rồi hai chị em đi với nhau đi. Dính lời nguyền anh em mà. Bây giờ tôi mới tin là ổng chưa bao giờ phá đảo đó. Nói con ai đó, bây giờ tôi có thể đường đường chính chính nhìn thẳng vào mặt con ai mà không sợ chết rồi anh em ơi. Thì ghê chưa? Nữa đấy. Gọi anh em kia đi rồi anh em. Anh này thì anh em kia. Này thì anh em kia. Ông kêu chui nhanh. Vừa. Tôi nói vừa. Trời ơi, tôi bấm nút E trước mà ổng chui vô nào. Ủa sợ cầm bức tranh đi đâu vậy? Tôi thấy ông người. Ông cầm cái bức tranh ông ra tới đây. Tôi bị lát mà. Trời đất ơi. Tỏ ra. Ôi tranh đẹp quá, tranh cho Picasso ấy. Mất rồi. Chọc chán nào. Ai xa. Ơi, nữa hả? What the fuck? Dính đó hả? Đi luôn à? Sư ơi là sư. Tôi nói rồi mà. Đâu có cái, sai. Cái lời nguyền á. Cái lời nguyền á. Ai xa. Ơi, nữa hả? What the fuck? Dính đó hả? Đi luôn à? Sư ơi là sư. A few inches later. Ok. Số 8 luôn hả? Số 8, số 8. Rồi chạy thôi. Chạy thôi anh em ơi, từ từ. Ok. Lơ 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 lơ. Đuổi không? Đuổi thiệt kìa. Này không đuổi. Nào. Rồi. Nói chung là cũng phát hành lâu lắm rồi mà nó chưa ra được cái phần mới ha. Cái đoạn này Sự thấy người ta chơi win lâu nhiều lắm rồi nè. Sự thì chưa nè mà. Sự không có sự đi buồn ghê đó. Rồi ok, một mình đâm thoát khỏi thôi nè mà, không có sự. Hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ phá đạo được nó nè mà. Ok, rất cảm ơn em theo dõi. Chúc mình em có ngày tốt lành. See you. See you.